Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến tất cả các bạn một trong những con flycam đáng mua nhất ở thời điểm hiện tại. Thì con này nó đến từ hãng DJI, nó có tên là Mavic Mini. Các bạn sẽ thấy là nó vô cùng nhỏ gọn nhưng được trang bị động cơ không chổi than siêu bền, cũng như là có định vị GPS khi mất sóng nó sẽ tự bay về. Với thiết kế nhỏ gọn như thế, nó vẫn được trang bị gimbal chống rung 30 cũng như là camera quay phim siêu nét 2K7. Thời gian bay của con này vô cùng bá đạo nha các bạn, lên đến 30 phút, cũng như là khoảng cách điều khiển tặng 4 km. Ngoài ra nó có cảm biến bụng giúp các bạn có thể bay trong nhà lẫn ngoài trời ok luôn. Bên cạnh đó cùng với những chức năng thông minh và kháng gió vô cùng tuyệt vời, thì trước mắt các bạn đây chính là combo con DJI Mavic Mini gồm có 3 pin và túi bảo vệ này kia các kiểu. Thì sản phẩm này mình vừa mua bên flycamvn.com với giá là 12.450.000. Thì ở video này mình sẽ bay thử cũng như là trải nghiệm cho các bạn xem tính năng của con này nhé. Ok. Nó ok, thì bây giờ mình sẽ bay thử con DJI Mavic Mini cho các bạn xem chơi nha. Nó thì để khởi động máy bay các bạn chỉ cần kéo hàng gạt xéo như thế này. Nó motor sẽ khởi động, sau đó các bạn đẩy cần ga từ từ nó sẽ bay lên nha. Nó ok, thì bây giờ mình sẽ bay lên thử nha. Lên. Nó các bạn thấy không? Đứng cứng đơ một chỗ luôn nha các bạn. Nó chào bạn ơi, chào bạn ơi. Hình ảnh các bạn đang xem là được quay trực tiếp từ con DJI Mavic Mini các bạn. Hình ảnh gốc luôn nha, chưa qua chỉnh sửa nha. Đó ok, thì các bạn thấy đó, cái hình ảnh của nó là cực kỳ đẹp luôn các bạn. Thì bây giờ mình sẽ quay cận cảnh con DJI Mavic Mini cho các bạn xem nè. À, bây giờ mình sẽ hạ xuống nè. Thì những con mà bay gần mặt đất các bạn, nó không có cảm biến bụng thì nó sẽ bị trôi. Riêng con DJI Mavic Mini các bạn, nó có cảm biến bụng, cho nên là khi các bạn bay thấp gần mặt đất đây chăng nữa thì nó giữ vị trí của nó là cực kỳ tuyệt vời các bạn. À, ngon lành nha. Đi ra ra xa xa nha mấy đứa, chừng nó trúng nha. À, bạn thấy không, đứng cứng đơ một chỗ luôn nha các bạn. Đó, cực kỳ ngon lành luôn. Đó, gimbal nè. À, quay lên quay xuống nè. Đó, thì bây giờ mình đứng xa một chút xíu, các bạn sẽ thấy là cái âm thanh mà của động cơ nó phát ra các bạn nghe rất là nhỏ, cho nên là mình nghĩ con này khi các bạn bay nó sẽ ít gây chú ý hơn. Nói chung là quá là tuyệt vời các bạn. Ờ, thì bây giờ mình sẽ bay lên cao chút xíu xem nha. Tầm khoảng 10 mét thôi. Thì tầm khoảng 10 mét thì mình thấy là cái chất lượng âm thanh khi động cơ nó phát ra các bạn nghe thì nó rất là nhỏ luôn. Cho nên là con này khi các bạn bay thì khỏi lo ai dòm ngó nha các bạn. Nói chung là rất là tuyệt vời luôn. Thì bây giờ mình sẽ quay khung cảnh cho các bạn xem chơi và chất lượng camera cũng như là chụp hình của con DJI Mavic Mini nha. Ok, thì bây giờ sẽ bay vòng vòng quay phim lên nha các bạn. À, các bạn thấy là mình đang quay ở sân vận động xã Khánh An nha. Nó trong nhà nhà văn hóa các bạn. À, chất lượng hình ảnh mình thấy là quá là tuyệt vời các bạn ơi. Trong vắt luôn. Đó, mình sẽ quay vào cái điện thoại cho các bạn xem nè. Đó, các bạn sẽ thấy là hình ảnh nè. Nó xem qua điện thoại, nó truyền qua cáp nha các bạn, cho nên là không có truyền wifi, cho nên là hình ảnh chất lượng của nó là quá là tốt luôn các bạn ơi. Đó, ngon lành.
thì đây chính là chọn bộ combo mà mình vừa khui hộp ra cho các bạn xem nè. Nói các bạn thấy không, gồm có tay điều khiển nè, máy bay nè, hai viền bảo vệ nè, ba pin nè, đốc sạc nè, cốc sạc nè, ba sợi cáp cho ba hãng điện thoại khác nhau nè, cũng như là cáp sạc này kia các kiểu bạn, nó cánh dự phòng tua vít này kia luôn đó, và một cái túi rất là xịn sò luôn các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cận cảnh từng món nha. Thì trước tiên sẽ là cái đốc sạc đi đó, thì đây chính là cái đốc sạc nè, sạc cùng lúc ba pin luôn nha các bạn. Báo hiệu thời gian pin cho các bạn xem luôn để các bạn dễ sử dụng. Đó, bên đây sẽ là cái cổng sạc nè và cái nút kiểm tra pin của nó. Nó khá là đơn giản các bạn, cầm rất là nhẹ luôn. Nói chung là rất là ok các bạn. Còn đây chính là cốc sạc nè. Cái cốc này nó rất là xịn nha các bạn. Sạc 3 pin cùng một lúc nhưng mà thời gian rất là nhanh các bạn. Tiết kiệm cho các bạn rất là tốt trong thời gian sạc pin luôn. Đó, còn đây chính là ba sợi cáp dành cho ba hãng điện thoại khác nhau nè, cũng như là Samsung cổng micro nè, hoặc là iPhone hoặc là Type C nè các bạn. Đó. Còn đây chính là pin của nó nè, tổng cộng nó có 3 viên pin nha các bạn. Đó, thì các bạn sẽ thấy là viên pin này nó rất là nhỏ nhưng mà thời lượng bay của nó là khá là ngon lành các bạn, tầm khoảng 30 phút. Nói chung rất là tuyệt vời luôn. Đó, còn đây chính là hai cái viền bảo vệ nè. Đó, các bạn nào bay không rành á thì gắn viền bảo vệ vô nha. Thì giúp các bạn bay trong nhà lẳng ngoài trời ok luôn, lỡ nó có va vô cây nó cũng không có sao các bạn. Đó, hai cái viền thì rất là chắc chắn luôn. Đó, còn đây chính là một số phụ kiện đi kèm nè. Đó, cánh dự phòng nè, cáp sạc này kia. Cũng như là hai cái núm để chúng ta thay thế khi mà bị mắc nè. Nói chung khá là ngon các bạn. Đó, còn đây chính là cái túi nè. Đó, thì khi các bạn đi du lịch đó, chỉ cần đem một cái túi theo thôi là toàn bộ đựng được hết trơn luôn các bạn, ngoại trừ cái viền bảo vệ thôi. Đó, cái túi như thế này nó đựng được con máy bay cũng như là đốc sạc ba pin này cái kiểu luôn nha, tay điều khiển luôn. Nói chung là full combo nằm trong cái túi này các bạn, nó rất là tiện lợi. Còn đây chính là cái tay điều khiển nè. Đó, thì cái tay điều khiển các bạn sẽ thấy nó khá là giống những con đến từ hãng DJI nha. Đó, kéo ra hai cái nấm vặn nè, các bạn vặn vô đây. Đó, thì nãy nó có tặng thêm cho các bạn hai cái đó để các bạn dự phòng khi mà bị mắc á. Ở trên này sẽ là nút return to home nè, quay phim, vặn gimbal, chụp hình, cũng như là nút mở nguồn các bạn. Còn tiến lùi trái phải nè, nó lên ga này kia. Đó, thì con này nó dùng pin sạc nha các bạn, rất là tiện lợi luôn. Đó, cổng sạc nó nằm bên đây nè, cũng như là cổng để mà kết nối qua điện thoại luôn đó các bạn. Nói chung rất là ngon lành. Đó, thì đây các bạn sẽ thấy là con DJI Mavic Mini nè các bạn thấy không, nó rất là nhỏ xíu các bạn, nó chỉ bằng ngang ngửa với chiếc điện thoại iPhone 5 thôi các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem luôn nè. Đó, nó nằm gọn trong lòng bàn tay của mình luôn nha. Đó, nhưng mà bay kháng gió rất là tuyệt vời nha các bạn. Đó, Mavic Mini. Thì bây giờ mình sẽ bung ra cho các bạn xem. Đó, nhìn rất là ngầu các bạn. Nói chung là cầm trên tay nó khá là nhẹ các bạn, nhẹ te luôn. Nó chỉ là 249g thôi các bạn, rất là nhẹ. Đó, các bạn thấy không, nhỏ gọn nhưng mà động cơ không chổi than luôn nè. Đó, ngon lành nha. Đó, camera nè, gimbal chống rung 30 luôn nha các bạn. Camera thì là quay phim 2K7, rất là tuyệt vời. Phía dưới này sẽ là nút mở nguồn nè, cũng như là cảm biến bụng, giúp các bạn có thể là bay trong nhà lẫn ngoài trời, giữ vị trí phải nói là cực kỳ tuyệt vời luôn nha các bạn. Còn đây chính là cái khe cắm thẻ nhớ, các bạn cắm thẻ nhớ vô đây nha. Đó, còn đây chính là cái hộp pin nè, các bạn gắn pin vô đây. Nói chung cái con này phải nói là nó cực kỳ dễ bay luôn các bạn, rất là đơn giản luôn, nhìn rất là đẹp nha các bạn. Đó, các bạn thấy không, nhìn ngon lành luôn các bạn. Nó thì như mình đã nói các bạn, với 249g thì con này có thể nói là được bay hợp pháp ở một số quốc gia nha các bạn. Đó, thì một số quốc gia nó quy định là những con flycam dưới 300g là được quyền bay thoải mái. Đó, riêng ở Việt Nam mình thì vẫn bị cấm nha. Đó, camera gimbal rất là đã các bạn ơi, để thử gắn pin vô cái xem như thế nào nha các bạn. Đó, gắn pin vô nè, các bạn đẩy sát vô, đẩy cái nắp lại, nhắn cho đèn cái, nhắn cứng lần nữa nó sẽ mở nguồn lên. Đó, các bạn đợi một chút xíu nó sẽ cân bằng cái camera lại. Đó, đó các bạn thấy không, nghiêng như đâu chăng nữa thì camera nó vẫn giữ cố định nè, khá là ngon các bạn. Đó, đèn báo hiệu này kia nè, nhìn rất là đã các bạn ơi, ngon lành cành đào luôn. Đó, thì ở video đầu tiên các bạn sẽ thấy là mình bay chất lượng hình ảnh cũng như là độ giữ vị trí của này là khá là tuyệt vời nha các bạn. Đó, nói chung là rất là đáng mua con này các bạn ơi, tuyệt vời luôn.
Thì sau khi chơi cũng như là trải nghiệm về con DJI Mavic Mini thì mình thấy đây chính là một trong những con Blycam trong phân khúc có điều kiện mà đáng mua nhất hiện nay nha các bạn. Tại vì nó nhỏ gọn nè, toàn bộ combo nằm trong cái hộp nhỏ xíu như thế này nè các bạn. Nó máy bay, ba pin, đốc sạc này cái kiểu đều nằm trong này luôn. Nó cho nên là rất là thích hợp dành cho các bạn đi du lịch, đi phượt này cái kiểu. Hoặc con này có thể quay dịch vụ ok luôn nha các bạn. Tại vì chất lượng camera của nó mình thấy là khá là ngon lành. Nói chung là không có gì để chơi ở con này các bạn. Tại vì camera quay bè đẹp nè, thời gian quay bay rất là lâu, cũng như là khoảng cách điều khiển khá là xa, gọn nhẹ này cái kiểu. Nó một điều nhược điểm của con này, nó chính là nó không có chức năng là đi theo mình đó các bạn. Ngoài ra thì đa số là nó cũng gọi là sắp hoàn thiện rồi các bạn. Nói chung là cực kỳ vô cùng đáng mua luôn. Đó thì mình sẽ tạm ngừng video ở đây thôi. Nếu thấy hay thì các bạn nhớ like và đăng ký kênh của mình để xem những video tiếp theo nha các bạn. Thì để mua con DJI Mavic Mini này bản thường cũng như là combo thì các bạn có thể click vào đường link trong phần mô tả video hoặc lên blycamvn.com để mua nha. Ok, bye bye tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha. Bye bye.